Em được cũng xin chào quý vị và các bạn nha. Hôm nay em mới về tiếp hai mẫu cần câu nữa nha cả nhà, cho nên là tranh thủ quay cho cả nhà mình xem luôn nha cả nhà. Mơ em đi câu giải rồi, giờ còn ở nhà cho nên là tranh thủ quay cho anh em xem ha. Đó, cho nên là quay cho anh em xem. Đó, mới gì được hai mẫu nha cả nhà ơi. Mẫu nhất long mẫu 2021 nha cả nhà. Đó, mẫu nhất long mẫu 2021 nè. Đó, quá trời đẹp luôn. Đó, còn mẫu này là mẫu chiến tầm nha. Đó, chiến tầm của mẫu 2021 hàng F1 nha. Đó, quay cho cả nhà mình xem nha. Đó, đó thiết kế là phía trên phủ đồ lóng rất là đẹp và sắc sảo nha cả nhà, nên anh em xem ha. Đó, phủ đồ lóng rất là đẹp và sắc sảo nha. Đó, đèn led gọi coi cho anh em từng lóng luôn ha. Carbon sắn nè, carbon sắn đó, carbon sắn nha cả nhà. Đó, mẫu này là mẫu nhất long mẫu 2024 màu xanh nha cả nhà. Đó, cho cả nhà mình nhớ mã giùm em ha, nhất long mẫu 2024 màu xanh trắng. Đó, màu xanh trắng. Lóng cần phía dưới đều có là rãnh ABS cho anh em ha, và có mã số cần cho mình luôn ha. Khi mà anh em có bị vấn đề trục chặt gì gãy lóng á thì chúng ta sẽ dễ thay thế hơn ha. Đó, nó rãnh ABS nha anh em. Đó, phía dưới là có hũ sơn đỏ cho anh em luôn, hàng làm rất là chuẩn, rất là đẹp nha cả nhà. Đó, qua cho nhà xem ha, rất là chuẩn, rất là đẹp nha. Đó, rãnh ABS rồi cho mình ha, rất là đẹp nha. Đây, nút chặn cần CNC rất là đẹp nha cả nhà ơi. Đó, nút bịch đầu gần cũng vậy ha, nút được CNC rất là đẹp cho cả nhà mình luôn. Đó, cần thì độ cứng của nó là 6H nha cả nhà, độ cứng 6H, đọt của nó là 1.6 ha. Đó, đọt của nó là 1.6, độ cứng của nó là 6H. Đó, mẫu em được đăng quay cho cả nhà mình đây. Đây là mẫu nhất long mẫu 2024, cả nhà nhớ giùm em nha, mẫu nhất long 2024 nha. Đó, phía dưới được sơn nhám hình con rồng, có một con rồng anh em. Đó, là kêu là nhất long ha. Đó, phía trên đây là cũng được sơn nhám cái khúc dưới này để anh em cầm á, mình không có bị trơn trượt ha. Đó, thì trên cần thì có ghi xây cần 6m3, 5m4 hoặc là 4m5, 3m6 ha. Đó, cho cả nhà mình xem á, rất là đẹp nha. Đó, quay cho nhà mình xem. Đó, đây là mẫu nhất long. Rồi, em sẽ căng từng xây cho cả nhà mình xem ha. Đó, thì em xin nhắc lại thông số của nó nha. Đó, cần á thì thu ngắn 1m1, còn xây dài thu ngắn của nó là 1m2 nha anh em. Đó, 1m15, còn xây dài thì thu ngắn 1m2. Đó, giờ thì em sẽ căng từng xây cho cả nhà mình ha. Thì đầu tiên em sẽ căng xây 3m6 nha. Ba mét sáu 137g nha cả nhà, 137g xây 3m6 ha. Đó, giá của nó thì hiện tại là giá của nó thì em được lấy về cũng số lượng cũng nhiều, cho nên là giá của nó thì ok hơn những cái mẫu nhất long cũ nha cả nhà. Đó, cho nên là thứ hai nữa, mẫu mã nó cũng được đẹp hơn, thiết kế đẹp hơn, từ rãnh ABS và từ phủ đầu sơn phủ đầu lóng nha anh em. Đó, rồi giá của xây 3m6 là giá của nó là 290.000 nha cả nhà. Đó, xây 3m6 chỉ 290.000 thôi nha anh em. Đó, chứ một cái cần là đẹp cực kỳ đẹp như thế này luôn. Đặc biệt nha, khi mua cần thì anh em sẽ được tặng kèm ngọn phụ nha anh em. Đó, chỉ 290 thôi mà anh em được tặng kèm ngọn phụ nữa nha anh em. Đó, tặng kèm ngọn phụ luôn nha. Đó, 290k thôi mà được tặng kèm ngọn phụ nữa. Rồi, em sẽ lên xây 4m5 cho cả nhà mình nha. Xây 4m5. Đó, xây 4m5 là 194g nha cả nhà. Nó khi căng là em lấy nút bịch trên đầu ra nha. Đó, tại mình căng như là chính xác cho cả nhà mình ha. 194g. Đó, xây 4m5. Đó, được làm nhẵn chặn chống nổ rất là to luôn, rất là đẹp xinh xì cho cả nhà mình luôn nè. Đó, nhẵn cần mà cần không đẹp như video thì trả hàng gì cho em nha. Đó, cần thì đương nhiên là có một cái bao cần cho mình rồi. Khi mua cần thì có một cái bao cần, và cần luôn nằm trong bọc cho anh em ha. Đó, bao rồi bọc nữa, 2-3 lớp lận, cho nên anh em yên tâm. Rồi em bỏ cần mình trong ống nước nữa nha. 194g. Đó, 194g nha cả nhà. Đó, thì giá của nó là 330.000 nha cả nhà. 330.000 xây 4m5 nha. Xây 4m5. Rồi, tiếp theo đó là xây 5m4. Xây 5m4 là 228g. Đó, 228g, giá của nó là 370.000 nha anh em. Đó, 228g xây 5m4 ha.
Rồi tiếp theo nữa là xây 6m3 nha cả nhà. Đó. 287g nha cả nhà ơi, xây 6m3 nha. Đó, càng rất là đẹp nha cả nhà. Đó. Rất là đẹp luôn. Rồi anh em nào mà mua mẫu càng trước rồi á thì gặp mẫu càng này là khoái chảy nước miếng luôn nè. Càng này nó đẹp hơn mẫu trước nữa. Nó được sơn phủ đồ lóng rất là đẹp luôn. Đó, giá của xây 6m3 là 401 nha anh em. Đó, 401 nha. Đó, 401 nha, giá của 6m3 là 401 nha anh em. Đó, anh em mua 2 cây dưới lên thì em bao ship, 1 cây thì phí ship là 30.000. Đó, ship tặng nhà luôn. Đó, khi mua 1 cần sẽ được tặng kèm 1 lóng phụ cho cả nhà mình ha. 1 đọt phụ nha. Đó, khi mua cần sẽ tặng 1 đọt phụ. Đó. Rồi. Thì mã của cây này là cây nhất long màu xanh trắng nha anh em. Anh em nhớ giùm em ha. 6H nha. Rồi, tiếp theo nữa thì em cũng qua mẫu cần chiến tầm. Đó, cây chiến tầm này là cây chiến tầm hàng F1 nha cả nhà. Đó, cũng được sơn phủ đồ lóng và rãnh ABS cực kỳ đẹp luôn cho anh em ha. Có mã số ở phôi cần, ở góc cần cho anh em ha. Đợt của nó cũng là 1 ly 6 nha cả nhà. Đợt của 1 ly 6 nha. Khi mua hàng anh em cũng sẽ được tặng kèm ngọn phụ nha. Đó, kèm ngọn phụ cho anh em ha. Đây là cái đối trọng của cần anh em ở bên dưới nha. Đó. Đối trọng bên dưới của cần. Đó. Em quay từ dưới lên trên thì nó cũng được sơn nhám nha anh em, sơn nhám phía dưới và được sơn bóng phía trên. Đó. Quay cho quý vị anh chị được xem ha. Nó sơn nhám phía dưới, sơn bóng phía trên nha. Thì phía trên được sơn phủ đồ lóng cực kỳ đẹp nha anh em. Đó, cực kỳ đẹp nha. Đó anh em, được cái này là cái bợn thôi. Đó, chỉ chừa cái là nó ra thôi anh em. Đó. Đó chỉ là cái bợn thôi. Cái bợn carbon trong các lóng với nhau á cả nhà. Đó. Khi đi hàng đi thì em sẽ vệ sinh lưng chùi cho cả nhà mình luôn. Đó. Rồi, đó mà cả nhà thấy không? Phủ đồ lóng cực kỳ đẹp chưa? Đó. Cực kỳ đẹp nha anh em. Đó. Đây là mẫu chiến tầm. Chiến tầm màu tím trắng nha anh em. Anh em nhớ mã giùm em nha. Mã để đặt hàng mình là chiến tầm nha cả nhà. Thì có tất cả là 4 xây, 3m6, 4m5, 5m4 và 6m3 nha. Đó. Thì tương tự như mẫu này thì cần thì tải cá là 5 đến 7 cân nha cả nhà, 5 đến 7 kg. À, anh em nhắc tỉnh 1 kg đến 2 kg nha anh em, tùy theo xây cần và độ dài cần nha. Xây dài thì mình nhắc tỉnh được 2 kg, xây ngắn thì mình nhắc tỉnh được 1 kg. Đó, cho nên là độ cứng an toàn anh em mình xài ha. Nói chung là câu cần thì anh em mình cũng nên hạn chế nhắc anh em. Nói chung là chờ nắng mà khi nọ hôm nay. Hôm nay là thời tiết rất là nắng nóng, mình nắng nóng thì phôi carbon của mình á thì nó nóng quá thì nó giòn anh em cũng câu thì hạn chế nhắc. Cá lớn thì chúng ta lấy giọt xúc ha. Đó. Rồi, thì mua hàng bên em thì em có hỗ trợ lóng cho anh em hết, anh em gãy là có lóng thay hết ha, cho nên là anh em cứ yên tâm nha. Đó. Rồi, mẫu chiến tầm em sẽ căng từng xây cho cả nhà mình ha. Rồi, căng xây 3m6 nha. Giá là 143g nha anh em, xây 3m6 ha. 143g, giá là 290.000, nó cây nhất long là bằng giá nha anh em. Đó, 190.000 nha. 4m5, 196g, 330.000. Đó, mỗi xây tăng lên 40.000 nha cả nhà. 5m4, 230g. Đó, là 370k. 6m3, 298g, 410k. Nó với cây nhất long là bằng giá nha. Đó, anh em mua 2 cây trở lên em bao ship, 1 cây này phí ship 30.000. Đó, khi mà cả nhà mình mua 2 cây trở lên á thì em được sẽ hỗ trợ bao ship cho cả nhà nha. Đó. Rồi em được xin chào cả nhà nha. Em được mua hàng thì cứ alo cho em qua số điện thoại là 0963 890470 nha cả nhà. Đó. Thì em có kinh doanh dụng cụ câu cá, cần câu, máy câu thì hổng gài thì quay cần tay nhiều quá nha, giờ cứ gài sao mà cần máy em cũng là biến quay nó cần tay nhiều về nhiều. Nói chung là không phải gì nhờ mà em bán cần tay á cả nhà ơi, nó quấn nó mau, nó cần máy em nhóc nè, để mua móc quay cần máy cho cả nhà mình ha. Cần máy quay á thì đóng gói phải băng phèn băng độ lâu lắm á. Đó. Rồi em được xin chào cả nhà nha.